Ủa Hoa, nay có nhà hứng mời anh uống cà phê rồi Ừ, à, tại vì em nói cái này cho anh Thanh nghe nhưng mà em sợ anh Thanh cười thôi Cái gì đâu cười, anh em với nhau không mà nói đi, em có cần chuyện gì Em muốn đi tu Cái gì? Em muốn đi tu Thật Suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ rồi Trời cái thằng Ờ nhưng mà cái chuyện đi tu với cái chuyện uống cà phê hôm nay nó có liên quan đến nhau không? Thì chẳng hóa ra như thế này Là em biết anh đang ở nhà chung Cái em muốn hỏi anh á là cái quá trình đào tạo 3 năm việc bị ở nhà chung á Nó như thế nào? Cái quá trình đó. Ừ Không nhưng mà em mà muốn tìm hiểu ơn gọi á Thì em phải tìm hiểu cái tiến trình đào tạo ơn gọi à, Còn cái quá trình có nghĩa là Cái quá trình mà anh đã trải qua 3 năm ở đây rồi Thì anh mới dùng từ quá trình đào tạo ơn gọi Chứ còn nếu mà em là người mới vô Hoặc là à, em là người đang tìm hiểu á Thì em phải dùng cái từ là tiến trình đào tạo ơn gọi Thì anh nghĩ nó sẽ đúng hơn Đâu có Hôm anh Lâm về anh nói em là cái quá trình đào tạo Ủa sao bà được cái theo cái quan điểm cá nhân riêng của anh á, thì anh nghĩ là nên dùng từ tiến trình đúng hơn nhưng mà để có tính xác thực hơn á, thì à, có thầy Quấn đang ở nhà Chung thầy cũng là giáo sư dạy tiếng Việt của bọn anh á. thầy à, sẽ giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn về dùng từ tiến trình hay là quá trình nó dễ hơn vậy thì em anh đi hỏi nhá được ok anh nhưng mà em đi hỏi. nhưng mà em nói nghe anh nghe à. nè ừ. nếu như em đúng ừ. thì anh phải trả cho em trà cà phê này trời cái chuyện nhỏ mà còn nếu mà em sai thì anh cũng phải trả cho em nha cái gì này? Thôi anh em mình đi nha anh. Ờ à, thôi đi. Các bạn thân mến, theo các bạn từ nào là từ đúng? Quá trình hay tiến trình? Quá trình là tiếng Hán Việt. Quá là đã qua. Trình là đoạn đường. Quá trình là đoạn đường đã đi qua. Quá trình là tổng thể những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó. Thí dụ, quá trình học tập và công tác, quá trình sinh trưởng của cây cối. Đó, em thấy chưa? Thầy giải thích cái từ quá trình cũng giống như anh suy nghĩ không? Tức là cái quá trình có nghĩa là cái quá trình mà anh đã trải qua rồi thì người ta mới dùng từ quá trình đào tạo anh gọi còn cái em tìm hiểu thì em nên tìm hiểu từ tiến trình và bây giờ em cũng muốn tìm hiểu từ cái từ tiến trình nó đây làm sao thì mình được hỏi thầy Quyết nha ok mình hỏi được. thầy nha tiến trình là từ hán việt tiến là bước tới trình là đoạn đường tiến trình là con đường đi tới thí dụ tiến trình thi công như vậy quá trình chỉ dùng cho sự việc đã xảy ra trong quá khứ còn tiến trình lại dùng cho cả sự việc trong quá khứ hiện tại lẫn tương lai các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về từ quá trình hay tiến trình tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ sơ xuất hay sơ xuất mến chào tạm biệt các bạn À em hiểu rồi Hôm bữa đó anh Lâm nói em là tại vì anh Lâm đang ở trên chủ viện ừ. Thì anh Lâm có trải qua 3 năm ở dự bệnh nhật chung rồi ừ. Thì anh Lâm mới sử dụng từ quá trình ừ. thì em Đúng không? Anh Lâm đúng Bây giờ em tìm hiểu là em nên dùng từ tiến trình đào tạo con gọi Thấy đúng hơn đúng không? Dạ ừ, ờ, Thôi, thôi mình, cảm ơn anh nhé à, <laughs> mình đi uống cà phê tiếp nha